Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Gần hai thập kỷ tung hoành trong showbiz, đây là thời kỳ lừng lẫy nhất của Triều Lê Dĩnh, sao trẻ chỉ biết ước. Hệ góc mặt trong bộ phim nào đều tạo cơn sốt, nhiều chuyên môn đánh giá đây là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Triều Lê Dĩnh. Triều Lê Dĩnh là một trong những ngôi sao nội tình nội đám của làng giải trí Hoa ngữ, sở hữu nhan sắc kinh nghiệm cùng diễn xuất đỉnh cao, vị nhân 8X ngày càng chiếm trọn trái tim của công chúng. Hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 đến nay, Triều Lê Dĩnh đã bỏ túi cho mình sự nghiệp đồ sộ, trở thành hình mẫu lý tưởng để các nghệ sĩ trẻ noi theo. Mới đây, một blogger có tiếng trong giới đã có bài nhận định về khoảng thời gian huy hoàng nhất trong sự nghiệp của Triều Lê Dĩnh. Theo đó, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018 là thời kỳ đỉnh cao của nữ diễn viên, khi mỗi năm lại có tạo ra một bộ phim đệ đời, trở thành cơn sốt tại đất nước tị dân. Cùng chính blogger này lại phải để lại dòng trạng thái, thật sự rất mạnh, năm nào cũng có một bộ phim có độ hot cao, liên tiếp 6 năm như thế. Hoàng loạt những dự án tạo nên tiếng vang của Triều Lê Dĩnh được người này liệt kê bao gồm Lục Trinh Truyền Kỳ 2013, Xăm Xăm Đến Đổi 2014, Hoài Thính Cốt 2015, Lão Cụ Môn 2016, Sở Kiều Truyện 2017 và cuối cùng là Minh Lan Truyện 2018. Ở thời kỳ đỉnh cao, Triều Lê Dĩnh lựa chọn yên bề gia thất, quyết định này thời điểm đó khiến nhiều khán giả phải tiếc nuối. Năm 2021, Triều Lê Dĩnh và Phùng Thiệu Phóng quyết định ly hôn vì lý do là quá bận rộn với công việc. Sau đổ vỡ tình cảm, mỹ nhân họ Triệu tập trung trở lại với công việc và chăm sóc con cái. Cuối tháng 10 tới đây, Triều Lê Dĩnh sẽ tái xuất màn ảnh với dự án phim Dạ Man Sinh Trưởng. Đây là bộ phim được kỳ vọng khá lớn của Triều Lê Dĩnh khi mà cô nàng chăm chỉ truyền hình từ tiểu hoa lưu lượng sang hình tượng diễn viên thực lực. Thông qua trailer được trình làng mới đây, loạt tạo hình siêu đỉnh của Triều Lê Dĩnh đã nhận về vô số khen ngợi. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.